không có ghim được. Dạ đưa ra chốt nè. Đẹp quá ta. Nay cử toàn là kiến trúc sư rồi thiết kế nội thất về làm cái tiệc sinh nhật. Tại vì nó thất nghiệp. À, cho bốn đứa luôn. Cô hôm nay nó thất nghiệp. Dạ hả? Rồi cử điều hành du lịch đồ về, giám đốc công ty, chủ xưởng, chủ hãng rồi về làm sinh nhật. Hỏi sao bị corona đuổi việc hết rồi. Chữ birthday lộn nè. Dính vòng bóng trên á. Đèn hả? Ban ngày mà không ấy đâu, bên đây không ảnh hưởng chứ đây đâu. Rồi, rồi, rồi cái mớ này gắn ở đâu đốt đít tôi hay đốt gì dữ vậy? Thôi để đó đi. Để dành năm sau. Con nãy có là bốn con vợ. Có bốn con. Hay cái đó cái đầu cho chụp rồi kìa ngoại đi mà để. Ông ngoại cứ để thoải mái đi ông ngoại. Ngủ cái bánh rồi vậy. Đâu. Rồi bạn trai mới. Ê bạn. Hết rồi. Bạn gái có bạn trai mới. Hết rồi. Nam ơi coi chừng ghế con nó thấy tấm hình này nó xù con luôn á Nam. Để đâu rồi? Bò con vô đây trước đi bò, bỏ hương cho nè. Bò vô đây đứng đi cho ba đứa mấy đứa nhỏ chụp trước nè. Ê thằng rể đi đâu mày? Người ta chụp cả nhà người ta rể ra mày. Cha mất cha rồi. Đây là cả nhà. Nếu ba thằng rể không có mặt là đây là cả nhà một gia đình ruột thịt. Ruột dư hả? Ruột dư với ruột thừa. Vô kéo nó ra coi. Đâu nó đang tỉa sừng. Đâu kiền bạc là để khử độc. Bạc là nó khử độc. Cái này để cho né đây cho mẹ né né. Cha muốn lấy cái bàn ở sau. À lấy cái bàn vậy mình né né. Cái này nó tài rồi. Đúng rồi. Bên này. Mẹ chụp mày công slay, công slay. Mọi chiếc con này nha. Công slay. Đó, 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 xe không có để đó. Bước vô. Rồi nhìn con nha, 2, 3. Rồi. Đó, đó, bôi đốt cái gì? Cái đó là cái gì? Rồi vợ chồng hãy vô. Vô kìa nha. Thôi hồi mình phải đợi trả đáp chứ không à. Đúng rồi, đồng hợp như hồi nãy. Mà. Dạ, cái gì? Cái gì ạ? Lấy cái gì cho nó đi. Máu á. Nè. Rồi con một đứa mày bông bóng. Ê, người ta muốn đi súng. Đấu chơi cái sàn xuống. Đúng rồi. Đâu cả lùng kìa. Để cho lùng đi. Chó đừng có. Ôi, chết cười nha. Em lớn là nó đi nghĩa vụ quá. Thôi, muốn đi nghĩa vụ mà. Em đừng phải đi nghĩa vụ. Cái này kia nó không đậu. Khi vô đó thì mất rồi. Gái chơi gì mà đồ súng bắn súng đạn nè, đẹp có không? Rồi đó.
Cái màu vàng này lên đẹp quá. Rồi. Màu vàng này lên nó hợp với màu tường một tí nữa. Không chưa bị thối hả? Ê nói nghe nè. Nãy tao bị mất đoạn quay. Đoạn mà vợ chồng tao vô đó đó. Trời. Tao không có bấm cò. Ủa? Trời giờ cả nhà vô tôi sẽ đắp má chưa mà em để lại. Trời ơi chưa xong chơi. Con Giang xin cha chở ra. Cha cởi áo rồi kìa con. Chết cha. Nó cha cháu cởi áo mà kêu chết cha nãy nghe. Rồi cha ra đi cha con chụp tấm gia đình cái nữa là xong hết cha. Rồi giờ Vinh bỏ đi bà. Ai giờ Vinh mời bỏ. Giờ hai anh em đứng chạy lên nào nữa đó. Lấy kẹo nào nữa. Ở đây nhanh nha. Có thì con chờ quay nè. Bà kia. Ối nhìn hai. Nhóm làm gì mà nhóm muốn bạn nó bây giờ chứ mà nhóm. Coi vậy mốt đây cuộc chạy đây. Dưỡng hai mua gắm kính thì chỉ để chụp tụi bay thôi đó. Rồi vô đây mọi người ơi. Rồi ra ông ngoài đi. Không phải, cắt từ ở đây nè, cắt từ ở đây cắt qua, nhưng mà cắt đây thì mình xếp xéo ở đây nè. Cái đầu con cua kẹp muối gì. Rồi. Mà trường cái bàn xin nhận lại phải không? Ờ, nhờ bàn xin nhận lại. Ờ, bà ngoại qua đây đi bà ngoại. Rồi, đây nè, đây nè. Rồi, đá phi, bà Tư Trúc Phi. Bồi bồi, xếp xếp, lẹ lẹ, lẹ lẹ. Con đừng có đụng cái ghế gì. Nè, 20 triệu con, rớt cái này 20 liền nè. Ra đây bói nè, ra đây cầm cái này quơ cho rớt cái dường hai có máy mới xài nè. Đứng bên mình, đứng bên, đứng bên, đứng vô, đứng vô, vô 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 đâu đâu. Rồi cha mẹ vô đó đi. Vậy có không? Vậy được không? Sao tách biệt chứ vậy? Qua hết bên có không? Hả? Ở sao khóc vậy? Thấy không? Ta nghỉ ngủi thôi chứ ai mà khóc. Giữ đi cho khó. Con đi đâu hoài hả? Kế mình nha. Chưa rõ rồi. Rồi.
nha bà con. 2, 1. Làm sao cái chân nó dài ra ta? Đứng dậy. Rồi ok, bà nói đây chuẩn bị ai nhìn nha. Chuẩn bị ai nhìn nha. 10 tấm nha, 10 tấm nha. Rồi bây giờ tới tiết phục đốt nến. Rồi xích vô ơi. Rồi ơi, khoan chở xíu tao đi kiếm chỗ tao quay. Và sau đây là sinh nhật năm thứ 12 tuổi của anh Bo, và năm 9 tuổi của em Bối, năm 4 tuổi của em Gạo, và năm 2 tuổi của em Kỳ Kỳ. Xin cho chàng pháo tay thôi. Và sau đây đội chụp hình, đội đốt nến và đội thổi nến vậy đó. Xin bắt hai đi lên. Chưa thổi nha. Mày ơi, giống cái trời trời. Mày né cái đầu mày quay. Ê, đứa nào hổi vậy, đứa nào hổi vậy? Chưa. Rồi chuẩn bị đếm 2, 3 hát nha. Đứa nào không hát con nhéo luôn mũi. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Trời ơi. Đi ra đi, đuổi nó ra toilet, nhốt nó đi. Rồi gạo xích vô trong con, xích vô trong. Rồi chuẩn bị happy birthday nè. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Để 1, 2, 3 thổi nha. 1, 2, 3. Ôi, thổi con lẹ. Bối, ủa bối đâu? Thôi đổi rồi hả? Rồi. Bây giờ lắm mà. Rồi cắt nến. Ủa cắt bánh. Vào đâu? Lấy con dao bự chảng của ngoại lên đây. Đưa ra 2 con cái. Đem con dao. Nam nhìn này. Mẫn đích trời. Lấy dao lấy ra. Rồi xong mày mình đốt lại mình chụp hình nha. Con kia. Đi ra. Con đưa dao cho anh bò, anh bò cắt. Bò cắt đi. Bà ra cho con em chụp tiếp cho con. Lấy con đi. Lấy cái thằng hưng này nữa. Ê chắc cái đầu con chụp ngay. Một lát con gấp đi. Hãy cho con chuột chết đi. Cắt nha. Nhìn lấy gì ba này, nhìn lấy ba. Có ướt gì không? Có ướt cho con có ghệ sớm sớm không? No. Em bói ướt nè, em bói ướt có ghệ sớm sớm nè. Chắc đi, muốn cắt đầu cắt. Thôi cũng cắt đâu cắt. Trời ơi, nó cắt dữ. Ủa sao cắn được vậy? Trời dính rồi. À, nó có cái đế cũng được á. À, rồi. Giờ gạo cầm ở đây đi cho dì hai chụp hình. Đứng sáng cho đây. Cầm đâu? Đứng quay vô, quay vô. Đứa bưng cầm. Mình nhỏ trong chợ có nhiều đó đó mình. Em bói có làm không? Rồi bói ra mấy cái em bói có chụp em bói có làm giống cờ gạo không? Em bói. Gạo ơi, nhìn hai này gạo, bò tránh ra đi con, xong rồi chưa? 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3,
hoàn kèm rồi, rồi bói bói không? Bói không? Bói làm không? Bói cầm cái bánh chín tuổi của bói ra. Chín của bói ra. Rồi. 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 Hồi nãy bói nó tâm sự là nó nói là sinh nhật bói bói cũng muốn làm giống anh hai ở ngoài. Rồi, bói đứng sát vào bên đây. Tháng 3 năm nữa đi em. Ghe con ấy hả? Rồi. 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 Đây là mẹ ba phải hỗ trợ đi ba. Đây đây đưa anh xong tay này nè anh chụp cho. Cho nó cầm cũng được không? Khỏi đốt, khỏi đốt rồi mình. Khỏi đốt, khỏi đốt, đốt sao đâu, khỏi đốt cầm nè. Đốt nó mới đứng á. Trời. Bói. Đây kìa, nhìn hai nè kìa ơi. Kìa, 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 tình sáng giờ trang trí với để này thôi nhìn ra bói quay ra hai bói, bói quay ra hai bói, bói có con có quà không? Rồi bây giờ tới chương trình phát quà của các bạn nhỏ. Ê, bây giờ phát quà cho hai mấy em nhỏ trước đi, em bự phát sao? Đây của em Kỳ đây, chị lấy nè không? Tránh 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 nam tránh nam nam tránh nam tránh nam cái gì vậy nè đồ chơi của Kỳ mà nè này của gạo đây gạo gạo nhìn Dương hai nè gạo nhìn Dương hai nè gạo Dương hai nè hai phần quà luôn hai phần quà luôn rồi em bói đâu còn của anh hai đâu anh bói đâu rồi em bói đâu tại sao gạo nhiều vậy hai ông gì ai phát lời con á? Chọc rồi. Ủa mẹ con hai hộp này hộp. Trước hai hộp. Rồi đây đây nhìn đây nhìn đây nhìn đây. Hai quà luôn anh hai hai phần đâu anh hai hai phần đâu đứng vô đây đứng vô đây đứng vô đây rồi con khỉ đây khỉ đây hai ba rồi em bói đâu vô đây cầm hai quà luôn cầm hai quà em gạo đây em gạo đâu em gạo đâu nhìn nhìn hai mình em gạo thôi nè khoan đây nhìn nè nhìn nhìn nè nhìn nè cười nhá nhìn cười 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 rồi bói vô em bói vô rồi 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 nhìn đây nhìn đây nè bố ơi nè nhìn này ba hai ba rồi rồi út bích ơi ơi gia đình gì đúng rồi út ớ gạo vô luôn gạo vô luôn gạo vô gạo rồi gạo ơi gạo nhìn đây nè rồi hùng với ba mua cuộc CPU rồi đây nè rồi kìa ơi
coi. À, để đây nha. Cảm ơn dì ba vô, gia đình mời ba vô vậy. Không có chê. Chết ba rồi. Dì ba muốn gia đình nữa. Rồi rồi, Kỳ Kỳ đứng đó với mẹ nha, ba Dượng hai chụp cái phần quà nha. Cho mấy hộp là giống nhau. Ui da. Rồi kì gạo gạo chánh hai gạo. Chánh hai gạo. Có quà đây. Đây. Kỳ Kỳ ơi. Kỳ Kỳ à. Kỳ Kỳ ơi. Kỳ Kỳ à. Kỳ Kỳ ơi. Mẹ mẹ cứ quà đó. Mẹ lấy cho ba. Con chắc chắn. Kỳ ơi Kỳ. Kỳ Kỳ. Ghê vậy. Kỳ Kỳ. Hello. Nay giống nở mụn quá à. Trời ơi. Nay giống Kỳ giống nở mụn Kỳ. Đây là một cái không. Rồi xong, chúng ta đã xong buổi tiệc ngày hôm nay. Ở đây chúng ta chỉ còn nhập tiệc và ăn nhậu thôi. Rồi chúng ta bắt đầu khui quà đi. Khui quà đi. Đây chúng ta sẽ đầy đủ các cái phần hành của một cái buổi tiệc sinh nhật. Ông ngoại tặng quà, ông ngoại tặng quà. Nam đứng dậy, Nam đứng dậy, Nam. Ôi. Với. Cô Thư, cô Thư. Với cái dịch corona này ai tặng gì thì cứ tặng nha. Ngoài cái ví dụ nhận quà là khuyến cáo cố gắng học hành cho nó giỏi giang, truyền thống gia đình giỏi, nghe không? Quỳ xuống luôn rồi, quỳ xuống ngoại cho. Cảm ơn ông ngoại. Rồi ông ngoại làm gì có dùng lì xì mấy cái này nữa. Hỏi xin chào các nhé. Sinh nhật. Bói bói, bói bói, xin mời bói bói vào. Cha sinh nhật con. Gạo gạo ngoại. Gạo gạo. Cha sáu lần nữa nha, cha sáu già nữa cha. Cha nhận nè, cây nhận áo ngoại. Cầm hai tay, đưa hai tay. Sao đâu? Chết không? Chết không? Chết không? Hai ngàn là cho nó 1 triệu á. Đổi tiền không? Hai ngàn 1 triệu đó. Oh. Anh hai với bói là một bộ sưu tập đó. Chiếc xe đua với một chiếc xe. Anh lấy chiếc này. Anh lấy chiếc này. Nam thấy sao con? Năm nay sinh nhật không có bạn nhưng mà vậy chắc cũng được hả? Ba mẹ đã cố gắng hết sức rồi đó, mọi người đã cố gắng hết sức rồi đó. Nam nhìn cái nè, 2, 3 nhìn cái nè. À rồi. Wow, con chuột. Liều liều chuột nha, mở nè. Chiết chiết. Liều liều chuột chuột nha, chiết chiết nè. Mở nè, mở nè. Ôi chuột chua. Để nó chạy, để nó chạy, để nó chạy, đừng nắm đầu nó, để nó chạy. Nắm rồi. 30 giây banh sát cái gì. Rồi, nắm luôn đây nè, con nhân con nắm đây nè. Đeo mũi cổ đi hả? Ừ, sao con? Sao bói? Hồi đó ba còn một con này nữa. Nhất mà con này nó không hôn mà đã làm mất rồi. Mới được rồi, chưa được nữa. Ba hồn. Ba hồn, ba hồn. Hai đồ ra đi cho má đi. Được, được 5-6 triệu gì á. Nói chung là mọi người đang hùng tiền lại mua cục CBO. Hả? Chưa? Chưa. 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 Trời đất ơi. Má có sinh nhật. Anh đang ưu tiên tốc độ cho nên là Đi, đi, đi. Trời, những người già
người ở trên nha. Đứng ngoài sau lưng. Rồi, chương trình tiệc sinh nhật tới đây là kết thúc. Chúng ta sẽ chuyển qua chương trình ăn uống. Và đây là em ấy giục cục pin văng ra ngoài luôn. Và sau đây là chương trình tăng cân hợp lý. Cái này của ai ăn nè? Mỗi người ăn chưa? Đi rửa tay.